Và chúc các bạn nào đã đi học về và chuẩn bị đi học mà xem video này của mình có một buổi trưa vui vẻ nha. Và ở video trước mình đã có làm về chủ đề bạn có thể chơi lúc phút mà không dùng máu hay không. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục. Bạn có thể chơi lúc phút mà không dùng energy hay không, tức là mana đấy các bạn. Giải thích sơ sơ cho các bạn hiểu mana là cái gì, hay là energy nó giúp các bạn cái gì. Mình giải thích nên là mình sẽ tạm dùng cái này nha các bạn. Energy là nó được update càng nhiều bằng cách các bạn nâng nhiều melee lên, và nó sẽ cho các bạn dùng tương ứng với lại skill. Đấy, nếu mà các bạn không dùng skill thì các bạn chỉ dùng những skill đánh thường như vậy thôi. Nhưng nếu các bạn sử dụng skill thì các bạn phải dùng đến energy. Cũng như là các bạn có nhảy double jump thì các bạn cũng phải dùng đến energy. Energy nó rất quan trọng, tại vì nó sẽ cho các bạn hầu hết tất cả mọi thứ là các bạn phải dùng đến skill. Tại vì skill nó sẽ giúp các bạn farm dễ, PvP dễ và nó đẹp nữa, nên là các bạn phải sử dụng energy. Nhưng nếu như các bạn không sử dụng energy thì các bạn có chơi lúc food được hay không? Và hôm nay mình sẽ thử nha các bạn. Ở đây mình có nhập code như 2SP 40 phút này. Mình sẽ thử một cái hạt clone của mình và thử chơi trước nha các bạn. Mình sẽ tạm không dùng energy luôn, tức là mình chỉ đánh thường thôi các bạn ơi, không ấn dash hay cái gì luôn nha các bạn. Ấn dash là cũng mất energy luôn. Đấy, chúng ta sẽ cứ vậy nè. Ấy, cũng không được nhảy double jump nha các bạn, không được dùng cái skill của combat luôn. Đấy, ok, mình sẽ thử farm lên level 10 và mình sẽ thử qua nha các bạn. Nhưng ai code ở đây để mình farm cho nó nhanh, tại vì một số bạn coi cái này nhiều lần lắm rồi đúng không, nên là mình sẽ cố làm cho nhanh luôn. Energy chúng ta sẽ bỏ qua nha các bạn, không cần quan tâm nó luôn. Ok, lên level. Ui, level 7 luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhảy sơ sơ nha, giống như vậy nè các bạn. Các bạn đè nhảy nè. Đấy, nhảy kiểu này thì không tốn energy nên là chúng ta vẫn tính nha. Miễn sao là hôm nay mình không có tiêu energy là được. Và mình sẽ thử coi chơi lúc phút được hay không nha. À đúng rồi, nếu mà mình không sử dụng energy với các bạn, như vậy là những trái quỷ mà nó không có kiếm, nó không cho mình xài kết hợp với melee thì nó hoàn toàn phế luôn. Tại vì skill đầu của những trái quỷ nó phải xài energy các bạn ơi. Mà mình không được xài energy đồng nghĩa với việc là mình không dùng được skill trái quỷ. Vậy nên trái quỷ để trưng thôi các bạn. Ok, thì ở đây mình đã có nâng melee nha các bạn. Nâng melee thì nó sẽ nâng energy, tuy nhiên thì mình sẽ chỉ xài melee đấm đấm thôi, chứ mình không xài energy nha. Còn defense thì mình phải nâng các bạn ơi. Giờ mới là bước khó nè các bạn. Tức là chúng ta không được double jump, nhảy liên tục với các bạn để có thể lên được đây. Nhưng mà không làm khó được mình. Ok, chúng ta sẽ đi thuyền qua cái đảo Monkey để farm tiếp nha các bạn. Mình nghĩ là để không sử dụng energy hiệu quả nhất ấy, thì các bạn có thể xài súng, tại vì nó sẽ dễ chơi hơn nha. Nhắn mới nhớ thì mình chỉ được phép chạy bộ thôi các bạn ơi, tại vì không được lướt. Nói chung mà chơi mà không cần energy thì nó hơi khổ và hơi lâu các bạn. Ok, mình sẽ thử vào một con khỉ nha. Mới đầu vô thì mình thấy là mình chả có cái gì phải dùng energy nhiều hết các bạn ơi, tức là đầu game á, nên là mình nghĩ mình sẽ farm chơi trước nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đổi qua cái hạt chính mà nó CVIP luôn, thì lúc đó mình có nhiều item hơn và mình sẽ biết rõ nhất là mình có thể không xài energy mà mình có thể chơi lúc vô được hay không. Đấy các bạn, cái kiểu này thì mình cũng không có gì để dùng nhiều hết các bạn, tại vì cứ đấm đấm vậy thôi à, có skill đâu dùng các bạn. Ok, chắc là mình sẽ thử một cái account trước nha các bạn. Account mới vô thì các bạn sẽ không cần energy nhiều lắm, tại vì các bạn không có đồ. Nhưng mà sau này khi các bạn có đồ, mình sẽ giải lập luôn nha. Mình sẽ lấy cái hạt chính của mình là rõ nhất, tại vì nó có rất là nhiều đồ cần phải xài để energy. Và mình sẽ thử đánh vài con boss cho các bạn xem là mình không sử dụng energy thì có được hay không nha các bạn. Để mình cố farm, nếu được thì mình sẽ cố farm đến con boss King Gloria luôn nha các bạn. Tại vì đây chính là một con boss mà chúng ta thử đánh boss mới bắt đầu game mà không dùng energy nó sẽ như nào. Mình đoán là sẽ ngỏm rất là nhiều lần ấy các bạn. Hình như là mình chưa checkpoint đúng không các bạn? Oh my god, ngỏm là phải đi lại nữa. Yay. Ok. Wow, sắp lên level luôn rồi các bạn, để mình đi checkpoint cái. À đúng rồi, hình như là nếu mình không thể sử dụng energy thì mình sẽ không thể lướt. Mà không thể lướt thì mình không thể vừa đánh vừa lướt để né skill của con quái nha. Đó là một trong những skill tối thượng cho bạn nào không có hệ Lugia. Tuy nhiên, mình sẽ không được sử dụng cái đó, tức là có cái gì mình lao thẳng như mình quýnh luôn các bạn. Ây da, ây da, hên mà bơi không mất energy nha các bạn. Ok, level 18 các bạn ơi, mình nhớ hoàn thành nhiệm vụ này là mình đánh được con boss kia rồi đấy. Ây da, con này quýnh đau thật sự các bạn. Đau thật ấy. Ây da, con kỹ đột đen này. Này thì ok, perfect các bạn ơi. Sao cái nhiệm vụ này nó nhiều con dữ vậy? Hồi nãy con khỉ mình thấy là 6 con là nhiều rồi, bây giờ nó thẳng tới tận 8 con King Gloria nhỏ luôn các bạn. Ôi trời ơi, nhiều thật sự luôn các bạn. Ui, mình xuất ngỗng rồi. Đánh cái kiểu này mình không đánh lướt nên nó hơi khó các bạn ơi. Nếu mà mình không xài được energy thì mình phải chơi mẹo thôi các bạn ơi. Đó chính là dùng súng nha.
Lúc đấy thì mình khó mà bị mất máu với lại dùng energy các bạn ơi, tại vì súng chỉ cần click thôi các bạn. Ui ui, tự nhiên mình dụ hai con lại đây, sao cái mình quýnh. Hồi nãy các bạn thấy mình quýnh nè, nó đợi mình đợi nó quýnh xong cái thì mình quýnh nó, xong cái mình né, hợp lý phết. Ui nhưng mà mình sợ mình ấn vô nút Q các bạn ơi, thường chơi game mình quen ấn nút Q để lướt rồi, mình sợ trong video này mình làm mình lỡ ấy các bạn là nó mất hay video luôn, nên mình sẽ cố gắng không ấn nha các bạn. Ok, qua nhiệm vụ mới chưa? Ui cui, mới level 24 bạn ơi, còn một level nữa. Ây da, ok, sẵn tiện ở đây có 42 nè, mình sẽ dồn vô gân luôn nha các bạn, tức là súng đấy. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua cái bên cái đảo này nè để mình mua súng nha các bạn. Mình mong là cái súng ít nhất thôi các bạn, nó là dưới 4.000 nha, tại vì các bạn có thể thấy là mình đang có 4.000 thôi à. Nhưng mình nhớ là có cây súng 2.000 thì phải, hình như là cây slingshot ấy các bạn. Súng slingshot 5.000 tiền, đủ chưa? Chưa đủ, không sao các bạn ơi. Vãi, ở trên đây có rương đen rồi sao các bạn? Ây da, thật kệ mình liều nha các bạn, lượm sau đó là mình ngõm về cái đảo khỉ cũng được, hoặc là mình cố chạy chạy rồi mình mua nha. Ui, anh Minh lúc phút thân thiện quá các bạn ơi, có tạo cái này cho mình leo đi rồi mình có chạy. Ui, ây da, đau quá các bạn ơi. Ui, đánh có khi mình được bon mình đi random luôn các bạn. Ui, mình nhảy không mất energy nha các bạn, mình nhảy không mất energy nha. Ây da các bạn, giúp mình với, ây da, trời ơi, lên skill nhiều quá các bạn ơi. Bụp đi, yay, trời ơi, lên level 31 luôn các bạn. Đấy, đây nè các bạn, bụp, đấy, bắn cực nhanh luôn. Rồi, mình không biết là mình có đủ 50 bon không ta. Ôi da, có 34 bon nè, thiếu rồi các bạn, thôi kệ. Mình sẽ dồn hết vô game nha các bạn, tại vì nếu mà biết chơi thì mình sẽ khỏi cần mất máu luôn cũng được nữa các bạn. Nhưng mà đối với mình hiện tại á, là mình đã có một cách rất hay, đó là mình xài súng. Mà các bạn biết súng là mình khỏi cần dùng skill cũng được đấy, mình chỉ cần bắn vậy nè. Mình cứ đứng lên một cái góc nào đó mình bắn xong cái rồi nó tự ngõm thôi các bạn ơi. Thì mình không cần dùng energy, và có thể nói luôn á là các bạn không cần xài máu luôn nếu như các bạn chơi pro nha. Ây da, hay quá. Này thì đấy, các bạn thấy bắn dễ không? Rất là dễ luôn nha, mình chỉ cần cứ bắn nã này vậy là được nè, khỏi cần dùng energy luôn chứ. Quá hợp lý các bạn ơi, cái cây slingshot này mình nghĩ ngon hơn cây musket hồi nãy. Ok, con này mới là con cuối cùng đó bạn. Yes, xong. Ủa, hình như là mình đạt cái level này là mình đánh được con King Gloria luôn rồi các bạn. Ơ, chứ mình cần gì đánh để farm nữa. Ok các bạn ơi, mình đã nhận nhiệm vụ này, bây giờ mình sẽ tự farm nha. Cái này bắn không được xa lắm các bạn ơi, nên các bạn phải đi gần nha. Ngoáy, con này nó làm được gì mình các bạn, mình không xài energy cũng được nữa. Đây, mình chỉ cần biết cách di chuyển thôi các bạn. Ok, nhìn nó đi, à đúng rồi, mình có thể nhảy lên đây mà các bạn. Rồi, ngồi đứng đây bắn thôi các bạn. Trời ơi, nó easy hơn mình tưởng luôn các bạn ơi. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có con boss như vậy đâu các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như các bạn sử dụng súng thì các bạn khỏi cần energy luôn, chứ chưa nói đến máu là các bạn khỏi xài luôn nha các bạn. Ui, what? Ủa, gì kỳ hả? Mình bắn nó sắp ngõm rồi, con này nó reset lại các bạn, là sao? Admin chơi kỳ vậy? Kỳ quá các bạn ơi, admin này chơi dơ quá nên chưa kỳ các bạn ơi. Oh my god, mình bắn sắp ngõm rồi, ông admin ổng cho reset quái lại. Kỳ thế, chơi kiểu này ai chơi? Giờ là mình sẽ cố đứng đợi cho con thủy này nó, có nhận gì mình nhớ bạn. Quầy. Ôi ôi, được, ui, hay ơi, trời, nên nó quậy kìa các bạn. Hay da, tôi chỉ lại xíu đây thôi mà, không mất máu luôn, ghê thiệt. Sắp ngõm rồi, đừng có hồi sinh nha, đừng có hồi lại nha. Yay, như vậy là mình đã hoàn thành ở cái arc mới bắt đầu nha các bạn. Và hiện tại khi mình chơi đến đây thì mình có nhận xét rằng là các bạn chơi lúc phút thì các bạn không có energy cũng được, tuy nhiên thì nó sẽ tăng lên độ khó, vì cái tính năng lướt là cái tính năng cơ bản nhất, hay là cái tính năng double jump, cái po các bạn nhảy liên tục trên bầu trời giống như vậy nè, mà nhảy cao cao lên đó các bạn, thì đó là tính năng các bạn cần phải chơi, các bạn cần phải có và chơi thì nó mới trải nghiệm được dễ nha các bạn. Nhưng mà các bạn không được dùng, tại vì các bạn không được dùng energy ấy, nên là nó sẽ khó ở bước di chuyển. Tuy nhiên thì vẫn có cách farm cho những bạn nào không cần dùng energy, đó là xài súng nha. Ok,
Và ví dụ như các bạn không có melee Sengen Ad thì sao? Thì tất nhiên là các bạn sẽ bay và quýnh nó luôn các bạn ơi, giống vậy nè. Đấy, để cho nó quýnh các bạn luôn. Hôm nay là chúng ta làm video không sử dụng energy chứ không phải là chúng ta không sử dụng máu nha. Nên chúng ta chả tiếc gì máu các bạn ơi. Cứ bay vô nó như vậy nè. Còn nếu các bạn có melee mới nhất thì các bạn cứ giữ khoảng cách như vậy nè. Tại nó đánh xa mà các bạn, đấy. Còn nếu bạn nào thiện xạ hơn thì các bạn có thể dùng súng nè. Nâng súng lên các bạn xài start nâng súng lên. Sau đó các bạn cứ bắn vậy nè, đấy. Thì cũng là một cách rất là hay nha. Và cái súng mình gửi cho các bạn mà nó bắn cực nhanh luôn. Đó như là cây Kabucha nha. Này các bạn thấy nè. Ôi bắn gần như liên tục luôn nha. Ok, còn mình thì sử dụng melee sơ người né ác thôi các bạn. Hoặc là mấy melee như God thì mình không đánh ra thì đây. Bay vô người đó luôn các bạn đấy. Thì nó bụp bụp mình cũng chả xa các bạn. Mấy con boss khác các bạn cứ áp dụng vậy là được. Nhưng mà cách này không áp dụng cho PvP nha các bạn, chỉ áp dụng cho farm quái thôi. Và theo mình thì mình đã chơi ở ạc mới tạo cũng như là ạc chơi đã rất là lâu. Thì mình quyết định rằng là bạn có thể chơi lớp food mà không cần energy luôn nha. Hay tức là mana đấy. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.